Rolex Datejust 126331 được tạo ra không chỉ như một chiếc đồng hồ mà còn là một tác phẩm nghệ thuật tinh tế, phản ánh sự xa hoa và vẻ đẹp không bao giờ lỗi mốt. Chiếc đồng hồ này nổi bật với mặt số khảm trai Mother of Pearl. Mặt đồng hồ ngọc trai trắng không chỉ mang đến vẻ đẹp tinh khiết mà còn ẩn chứa sự huyền bí và độc đáo của thiên nhiên. Mỗi mặt số là một tác phẩm nghệ thuật duy nhất, không thể sao chép, với màu sắc và hoa văn khác biệt. Rolex luôn trân trọng vẻ đẹp tự nhiên của ngọc trai, không sử dụng bất kỳ phương pháp nhuộm màu nhân tạo nào, giúp giữ nguyên vẻ đẹp nguyên bản và tinh tế của chất liệu này. Các cọc giờ được đính kim cương, tăng thêm phần lấp lánh và xa hoa, làm toát lên sự sang trọng của chiếc đồng hồ. Những viên kim cương được lựa chọn kỹ lưỡng, cắt gọt tinh xảo và đính kết tỉ mỉ trên vành bezel, tạo nên một bản sao hưởng của ánh sáng lấp lánh, thu hút mọi ánh nhìn. Thiết kế vỏ đồng hồ là sự kết hợp giữa thép oyster steel và vàng hồng ivory rose, mang đến vẻ ngoài bóng bẩy và mạnh mẽ với đường kính 41mm. Dây đeo jewelry thiết kế bao gồm 5 mối nối, không chỉ đẹp mà còn đảm bảo sự thoải mái khi đeo. Kỳ lân luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.